Yarimasu. Hôm trước mọi người xem bài tôn kính ngữ thế nào rồi? Đúng rồi. Không khó đúng không? Hay. Bây giờ chúng ta chuyển sang gì nhỉ? Khiêm nhường ngữ vào một chút về lịch sử. Đấy, đi nốt hai cái còn lại của kính ngữ đúng không? Thế thì khiêm nhường ngữ là gì? Khiêm nhường ngữ là rồi. Từ đơn giản đó. Là khiêm tốn. Chính xác nhỉ? Khiêm tốn. Tức là thể hiện sự khiêm tốn của mình khi nói chuyện với người cấp trên hay người mà chúng ta muốn tôn trọng. Lần trước nhá, tôn kính tức là gì nhỉ? Đối phương. Đúng không? Khi mà nói hành động của đối phương. Đối phương thực hiện hành động đó thì chúng ta thay cái động từ thôi đúng không? Hay. Khiêm nhường cũng tương tự nhé, chúng ta sẽ thay cái động từ. Đúng không? Hay là chuyển đổi cái động từ đi. Khi nói hành vi của mình đúng không? Ok, rồi chúng ta vào luôn nhá. Ok. Hay. Nhất có hai mẫu thôi đúng không? Hai công thức. Trước khi vào cái thể khiêm nhường ngữ ngày hôm nay thì bọn mình sẽ nói một chút về cách sử dụng o và go, tức là hai tín hiệu thể hiện sự kính ngữ trong tiếng Nhật. Khi nào thì nói o và khi nào nói go hả thầy? Không có, đơn giản. O thì thường đi với kèm những cái gì nhỉ? Những cái danh từ có một chữ Hán. Một chữ Hán, ví dụ như là Hán, hay là động từ một chữ Hán. Ví dụ là osara. Osara. Okane. Okane. Ohanashi. Ohanashi. Đúng không? Hai. Ocha. Ohanami. Osara tức là ocha ですね. Okaban ですね. Hai. Hay là gì nó đi kèm với tính từ. Tính từ ví dụ như là Oisogashi. Oisogashi. Oisogashi desu ka, minasan? Osamui desu ka? Ne. Ojinya. O, iyo na? O tanoshi desu ka? O tanoshi desu ka? O, omoshiroi desu ka? O, omoshiroi desu ka ne? Hai. Ah, desu ne. Tức là cái này chỉ có cách mình chúng ta cóp nhặt thật nhiều thôi đúng không? Hay và khi nào dùng go hả thầy? Dùng go à? Đơn giản đúng không? Rồi trước mình nói một loạt thì đây rồi. Tất tần tật rồi, hầu hết là tất tần tật rồi đúng không? Hay. Nhiều lắm rồi. Đó là gì ạ? Những cái động từ nhóm 3. Hay. Đúng không? Có hai chữ Hán. Thấy nhé. Như thế nào thì các bạn đã xem rồi đúng không? Điều một loạt này, các bạn nhìn này. Có đọc được chữ Hán đấy không? Hãy cho xem nhá, hãy thử đọc xem sao nhá. Tuy nhiên, có một vài lưu ý nhỏ. Lưu ý nhỏ, đó là một vài những cái động từ nó có hai chữ Hán nhưng mà chúng ta danh không từ, được danh từ của hai chữ Hán đúng không? Đúng rồi. Chúng ta không cho go vào. Mà là chúng ta cho ô. Ví dụ, benkyo. お勉強。お勉強。 Thời gian. お時間。お時間。 Công việc. お仕事。 Namae, tên. お名前。 Nhớ chưa, nó có hai chữ Hán. Chỉ còn cách là nhớ thôi nhá. Hai. In desu ka? Không có gì là khó khăn đúng không? Hai. Và chúng ta sẽ bước vào công thức thứ nhất. Khiêm nhường ngữ. Khiêm nhường ngữ. Công thức 1 là gì hả thầy? Công thức 1 là đơn giản. Công thức 1. O. Bemasu. Nên nhờ. Bemasu đi cộng với lại Shimasu. Shimasu. Đúng không? Shimasu. Bây giờ chúng ta chỉ việc gì nhỉ? Đưa ra thật là nhiều ví dụ thôi đúng không? Hay. Hay, chúng ta sẽ đưa vào một vài ví dụ cụ thể đúng không? Hay. Ví dụ nhỉ? Tôi sẽ gọi taxi. À, taxi o oyobi shimasu. Oyobi shimasu. Đúng không? Tôi sẽ nghe nhạc. À, ongaku o okiki shimasu. Okiki shimasu. Tôi sẽ viết vào báo cáo này. Kono reporto o okaki shimasu. Kono reporto o okaki shimasu. Đây là tôi nhé, đây là hành động của mình nhá. Hành động của mình đúng không? Yeah. Tôi sẽ sử dụng cái máy tính đó. Sono computer o otsukai shimasu. Otsukai shimasu đúng không? Tôi sẽ mua nó. Are o okai shimasu. Okai shimasu. Hai. Ví dụ, tôi sẽ đứng đây đợi anh ạ. Koko de omachi shimasu. Omachi shimasu đúng không? Hay là gì nhỉ? Tôi sẽ nói chuyện với anh sau ạ. Ato de ohanashi shimasu. Ato de ohanashi shimasu. Đúng không? Hai. Tiếp theo một cái kiểu khác nữa đó là gì? Go. Go shimasu này, go rất là nhiều động từ đúng không? Ví dụ ví dụ như thế này, tôi sẽ tham gia. Go sanka shimasu. Go sanka shimasu. Tôi sẽ giải thích. Go setsumei shimasu. Tôi sẽ gì nhỉ? Kiểm tra. Go kento shimasu. Go kento shimasu đúng không? Tôi sẽ liên lạc. Go renraku shimasu. Tôi sẽ thảo luận. Go soudan shimasu. Go soudan shimasu. Hai. Tôi sẽ hỏi. Go shitsumon shimasu. Tôi sẽ chuẩn bị. Go yoi shimasu. Go yoi shimasu. Hai. Hai. Và chúng ta đến với công thức thứ hai. Hai. Công thức thứ hai. Đó là gì? Công thức từ số 2 sẽ một vài những động từ đặc biệt. Cũng giống như tôn kính ngữ thì khiêm nhường ngữ cũng sẽ một vài cũng sẽ có một vài trường hợp đặc biệt như sau. Chúng ta chỉ việc ghi nhớ và dùng thôi nhá. Ví dụ như có một vài động từ như sau ạ. Đầu tiên là động từ gì? Shimasu. Shimasu chúng ta sẽ là itashimasu. Chắc nhiều bạn nghe rồi đúng không? Cái này thì chúng ta kết hợp với mẫu thứ nhất đúng không? Hay. Sử dụng được rất là nhiều. Thay cái thứ nhất là shimasu cũng có thể cho luôn vào itashimasu được nhá. Ví dụ như là ví dụ như câu vừa nãy đúng không? Hay.
Ví dụ như câu vừa nãy, tôi sẽ gọi taxi ạ. Taxi o oyobi itashimasu. Đúng không? Oyobi itashimasu. Tôi sẽ viết vào báo cáo này. Kono report o okaki itashimasu. Đúng không? Tôi sẽ dùng nó. Otsukai itashimasu. Otsukai itashimasu. Đúng không? Là gì nhỉ? Ngày trước chúng ta hay nói là onegai shimasu thì sẽ nói là onegai itashimasu. Onegai itashimasu. Đúng không? Thay hết chữ shimasu mà itashimasu. Hai. Sao? Tiếp theo, một từ thứ hai và dạng đặc biệt đó là imasu, iru. Iru, iru chúng ta sẽ là orimasu. Orimasu, đúng không? Orimasu. Chúng ta sử dụng rất là nhiều. Ví dụ như là ima nihongo o benkyou shite imasu thì chúng ta chuyển thành benkyou shite orimasu. Orimasu desu ne. Hai. Tôi đang suy nghĩ là gì, xem có lấy vợ hay không, đúng không? Ima kekkon suru ka dou ka kangaete orimasu. So desu ga, hontou desu ga? Kangaete orimasu. Imasu, orimasu. Hai. Dewa ikimasu wa kimasu. Ikimasu. Mairimasu hoặc ukagaimasu. Mairimasu hoặc ukagaimasu. Mình ngày xưa nhá, mình thì làm ở Mỹ Nhật đúng không? Khách hàng gọi, em ơi, sao anh bảo? Em ơi, đúng không? Thì lúc đấy mình sẽ nói là tadaima. Tadaima là dạng lịch sử của ima nhé. Tadaima ukagaimasu. Em đang đến đây. So desu ne, ikimasu đúng không? Hay là mairimasu thì câu rất quen thuộc này. Watashi wa Vietnam kara kimashita. Bây giờ nói lịch sử là watashi wa Vietnam kara mairimashita. Ok. Động từ tiếp theo là kikimasu. Kikimasu thì cũng giống với bên trên thì là ukagaimasu. Ukagaimasu, hỏi đúng không? Ví dụ đúng thầy. Gì nhỉ? Thầy ơi, cho em muốn hỏi. Em muốn hỏi thầy một chút ạ. Sensei, ukagaitai koto ga arimasu ga ima yoroshii deshou ka? Ukagaitai koto ga arun desu ga. Yoroshii deshou ka? Hay là gì nhỉ? Chúng ta có thể kết hợp cái động từ ukagaimasu này với gì nhỉ? Công thức 1 đó là o ですね. O shimasu ね. O ukagai shitai koto ga arimasu ga. Arimasu ga. So. Được không? Hai. Okay. Tiếp theo, động từ tiếp theo là động từ mimasu. Mimasu là haiken shimasu. Haiken shimasu, đúng không? Ví dụ như thế này, mình là nhân viên soát vé đúng không? Có thể đi vào đúng không? Mình sẽ nói rằng là gì nhỉ? Em xin phép gì nhỉ? Xem vé của anh chị ạ, đúng không? Thì sẽ nói như thế nào? Haiken itashimasu. Chippu o haiken itashimasu. Em xin phép được xem vé đúng không? Tiếp theo, khép nhường ngữ của động từ imasu sẽ là moshiagemasu. Cái này sử dụng như thế nào cơ? Trong rất nhiều những cái bài hội nghị phát biểu ấy, hay là sẽ có những câu như sau ạ. Tôi xin phép được gửi một vài lời cảm ơn chân thành nhất đến các bạn đúng không? Ví dụ như kansha no kotoba o moshiagetai to omoimasu. Kansha cảm tạ đúng không? Tiếp theo, đó là gì nhỉ? Khiêm nhường ngữ của ăn, uống và nhận. Ăn, uống và nhận thì cùng một từ đó là itadakimasu. Itadakimasu, đúng không? Ví dụ như kiểu, thậm chí là gì nhỉ? Itadakimasu. Cái lúc cái từ đó cũng chính là gì nhỉ? Khiêm nhường ngữ. Khiêm nhường ngữ đúng không? Xin đúng không? Hay. Xin phép mọi người. Xin phép ăn đúng không? Hay. Ví dụ ai cho là mình nhỉ? Em xin ạ, đúng không? Itadakimasu. Itadakimasu. So desu ne. Hay. Hay chan, これ あげるよ. Itadakimasu. ありがとうございます. とかですね. Tiếp theo, một còn 3 động từ nữa thôi. Đó là gì nhỉ? あげます. Tặng ai đó cái gì đó. Sẽ là sashi agemasu. とかですね. Ví dụ như là gì đây nhỉ? Em sẽ nấu cái bánh này cho chị. Không, anh sẽ tặng em cái này. これ sashi agemasu. いらない もう. Sẽ cho em đúng không? Sashi agemasu. Thì người kia đúng không? Nói いただきます đúng không? そうですね. Hay. Động từ tiếp theo là động từ してます. Biết. Biết đúng không? してます biết đúng không? Thì cái này chúng ta sẽ chia ra làm hai loại nhá. Hay. Mình Google trên thì sẽ có hai loại. mình Google mà. Ok. Hay. Thì cái từ này nó khó. Thứ nhất trong mina sẽ là gì nhỉ? Zonjimasu. Và một nghĩa khác đó là gì? À, có một từ khác đó là gì? Là Zonjiagemasu. Ok. Zonjiagemasu. Và chúng ta chia nó sang dạng T thôi đấy nhé. Anh có biết, tôi có biết anh ấy ạ, đúng không? Zonmori. Zonmori o zonji zonjiteimasu. Tôi có biết thế. Hay là Zonmori o zonji ageteimasu. Và cái động từ imasu với câu và chúng ta có thể chia thành orimasu cũng được. Zonmori o zonji orimasu và Zonmori o zonji ageteimasu. そうですね。はい、最後の言葉は何でしょう。動詞cuối cùng là động từ gặp. Gặp à? Imasu thế nói là gì thầy? Imasu à? Nói là
ome ni kakarimasu nhớ nha. Ngập phải cả bằng mắt nha, kakarimasu. Hôm qua em đã được gặp tổng thống Obama mà như nào? Kino Obama daitorio ni ome ni kakarimashita. So desu ne. Hay là gì nhỉ? Bây giờ anh đang làm giám đốc đúng không? À đâu? Hay là em làm giám đốc đúng không? Anh vào anh hỏi đúng không? Em hỏi có việc gì vậy thì anh sẽ trả lời đúng không? Hay. なんでしょう? すみません。 社長にお目にかかりたいんですが。 ってのは何じゃ? Em muốn gặp 社長は? Nghĩa có chuyện gì vậy đó? À, em muốn gặp 社長は. Hay. Đúng không? À, định hết nhưng mà em vẫn nhớ ra một động từ, từ Misemasu. Cho xem. Thì bây giờ nói như nào anh? Khiêm nhường ngữ cho xem có à? À, đúng rồi, khiêm nhường ngữ cho xem. Nó cũng giống gần với khiêm nhường ngữ của gặp. Đó là gì nhỉ? お目にかけます. Hay. Ok. Thanh à, anh muốn cho gì nhỉ? Hay là ví dụ mình là như là em đúng không? Em muốn cho chị xem cái này ạ. Đúng không? Thanh à, Thanh xin xem. Có đây. お目にかけたいんですが. Hay. Hay. お目にかけたいものがあるんですが. Có cái này muốn cho xem được nhỉ? Ok. Ok. Thế là chúng ta đã kết thúc xong phần gì nhỉ? Kenjogo là khiêm nhường ngữ đấy nhé. Khiêm nhường ngữ đã xong rồi đúng không? Thì chúng ta chuyển sang một chút về lịch sự. Dạng thứ ba của tôn kính đúng không? Nhưng mà thực ra nó không nhiều đâu, một chút thôi. Tại vì nhỉ, ngay từ ban đầu khi mà chúng ta học trong sách thì chúng ta đã học dạng lịch sự rồi. Đó là lịch sự và mắt sự, đó chính là dạng lịch sự. Bây giờ ngoài ra chúng ta gì nhỉ? Sẽ gì nhỉ? Học thêm một vài cái động từ lịch sự của lịch sự thôi. Lịch sự hay ví dụ như lịch sự của lịch sự là gì? でございます。でございます。はい、でございます。こちらは大変先生でございます。はい。はいな、メニューは、ビゾ、メニューは、また。あ、ビゾ、答えに返っては、あ、すみません、これはパンで、パンでございます。パンでございます。はい、ありがとうございます。パンでございます。はい。はいな、こちらは日本語の森でございます。そうですね、はい。Đây là lịch sự thôi đúng không? Hay tiếp nhé. Hay tiếp nào. Lịch sự của desu ka? Là gì? De irasshaimasu ka? De irasshaimasu ka? Hay. Đúng không? Chúng ta gì nhỉ? Gọi điện đến trung tâm New Home để hỏi chứ. Sumimasen. Nihongo no mori de irasshaimasu ka? Có phải là gì nhỉ? Trung tâm Nihongo no mori không? Hay như thế này đúng không? Khi mà gặp nhau lâu ngày không gặp nhau, gặp thầy giáo chẳng hạn, thì ta muốn hỏi hay là viết thư cũng được. Chúng ta hay dùng từ này. お元気でいらっしゃいますか? はい。先生、お元気でいらっしゃいますか? もう来てこないか? nhớ nhé。はいな、お忙しいでいらっしゃいますか? cũng được。お忙しいでいらっしゃいますか? tính từ cho bà。はい。ngoài ra、còn một gì nhỉ? động từ nữa, lịch sự của あります。đó chính là ございます。ございます。đúng không?ví dụ trong một tình huống như thế này、はい。mình là cấp trên, con này là cấp dưới đúng không? はい。con này hỏi。はい。車ございますか? đúng không? Cô ấy hỏi là gì ạ? Anh có ô tô không đúng không? Thì trong trường này mình không trả lời ございます được mà mình dùng dạng thường thôi. Arimasu hoặc là aru rồi. Mình đã khiêm nhường rồi đúng không? Mình đã tôn kính anh lên rồi đấy. Arimasu. Hay. Hay là gì nhỉ? Arimasu yo. Đúng không? Ngược lại. Gì nhỉ? Ngược lại mình sẽ hỏi lại như thế này. Thanh chàng wa kuruma ga arimasu ka? Iie, ございません. Đúng không? Có thể chia ra là ございません ですね. Hay. Không có đâu ạ.Thế. Được chưa nhỉ? Hay, còn thế nào hai clip này? Liệu nó làm cho các bạn giỏi lên không nhỉ? Hy vọng là sẽ hình dung rõ trong đầu về tôn kính ngữ và khiêm nhường ngữ. Chắc là sẽ hình dung được rồi đúng không? Nhá. Những công thức mình dạy rõ ràng rồi đúng không? Hay. Tôn kính ngữ đúng không? Tôn kính ngữ này có 5 công thức đúng không? Khiêm nhường ngữ thì có 2 công thức. Và tên đây thì chỉ có một vài cách nói thôi nhá. Một vài cách nói thôi, đơn giản thôi. Thế là nhớ, đúng không? Hay.Cuối cùng cũng đã xong rồi. Đúng rồi, kết thúc rồi mọi người ạ. Thực ra cái clip này thì mình cũng chuẩn bị tốn khá nhiều thời gian. Tức là phải có những công thức như thế nào, sắp xếp như thế nào, hay là sử dụng những mẫu ví dụ như thế nào, để dùng cho người Nhật check nữa cơ. Cuối cùng thì cũng đã xong rồi. Nên. Chúc các bạn gì nhỉ? Vui vẻ học tập và không còn sợ bài toán kính ngữ nữa. Yeah! Bye bye. Hay, thì khiêm nhường là gì? Là khiêm tốn. Loa thì học công thức thứ nhất. Ok. Con nhìn này này. Anh chỉ có à? Chưa có ví dụ đúng không? Chitre itashimasu. Chitre. Tiếp theo. Chưa hết đâu. Chưa hết hả?